Vâng, chào mừng toàn thể anh chàng mình đã tới video tiếp theo của Đông Trung Kiên. Hôm nay thì em Sơn sẽ lên giới thiệu với anh chàng mình một siêu phẩm 2000 sen chế tác cho liệu gỗ ngọc An Thơ với kích thước vô cùng lớn anh chàng mình nhé. Các bạn có thể là nhìn tổng quát một vòng tác phẩm cho em, hai tác phẩm bình sen chế tác liệu gỗ ngọc An Thơ. Em đang đứng bên cạnh, Thơm phải ngạt mũi luôn anh chàng mình ạ. Hai tác phẩm cả một cặp này em sẽ dùng bằng kích thước để anh chàng mình có thể cân đối không gian vị trí đặt anh chàng mình nhé. Với kích thước cao cho em trai tổng thể là cao 1m88, với chiều ngang là 83, với chiều cao của bình thì là 95, đường kính bình là 26 anh chị em mình nhé. Em đang giao lưu cả cặp bình sen gỗ ngọc An Thơ này cho anh chị em mình với mức giá chỉ là 30 triệu đồng bao ship toàn quốc anh chị em mình nhé. Các bạn có thể lấy một bình thôi cũng được, một bình thì sẽ là 15 triệu bao ship toàn quốc anh chị em mình nhé. Chơi cả cặp cũng đều được. Như vậy những bình sen như này em sẽ đưa máy lại gần hơn để anh chị có thể ngắm nhìn thưởng lãm chi tiết anh chị mình nhé. Đặc biệt là những phần cành và hoa lá thì em vẫn còn để mộc anh chị mình nhé. Những phần hoa lá này là 35 cuống cành anh chị mình nhé. Các bác nhìn ngắm xem từng những phần hoa sen này, những phần nhụy đài hoa sen làm rất là tỉ mỉ sắc nét anh chị mình nhé. Đấy, các bác nhìn ngắm tổng thể cho em này, gỗ ngọc An Thơ. Đấy, và em sẽ đưa máy lại gần và em vẫn đang để mộc anh chị mình nhé. Còn nó đang lên tuyết luôn này. Đây, để em sẽ đưa máy lại gần anh chị mình nhé. Đấy, những phần vẫn đang lên tuyết ánh kim này. Đấy, về các bác có ủ trong để trong không gian phòng nữa thì nó lên tuyết sẽ dày đặc hơn anh em nhé, rất là thơm, cũng ngọc An Thơ cũng còn để mộc cho anh em mình. Đấy, hoa lá cành, đấy những phần hoa lá là ngọc an, phần bình cũng là ngọc an, chỉ có phần cuống, phần cuống này là mây anh em mình nhé. Đấy, một hai một cặp bình hoa sen chế tác chất liệu gỗ ngọc An Thơ vô cùng đẹp, càng rất là tỉ mỉ, kênh bong sắc nét cho anh chị mình và với kích thước vô cùng lớn để nhiều bác có không gian phòng khách rộng một chút hay mình có không gian cửa hàng khách sạn đấy, muốn trưng chơi những cái tác phẩm về hoa lá cành, những bình hoa đấy, và đặc biệt bình hoa sen lớn như này thì anh chị em mình có thể cân đối. Đặc biệt là còn chế tác trên chất liệu gỗ ngọc An Thơ, một dòng gỗ mà lúc nào nó lan tỏa những mùi hương thơm rất là dịu nhẹ dễ chịu đấy, ngọt như nhân sâm anh chị em mình nhé. Và giá thì đang giao lưu tại xưởng giá rất là êm ái cho anh chị em mình ạ. Bác nào ưng ý với cặp bình hoa sen gỗ ngọc An Thơ này có thể liên hệ với em theo đầu số hotline quen thuộc 0836776688 ạ. Cảm ơn toàn thể anh chị em mình đã đồng hành xuống suốt video ạ.